Tình yêu sét đánh giúp bà Muna có được người chồng giàu có và siêu hào phóng. Quen và yêu chồng khi ông có chuyến du lịch tại Thái Lan. Khi đó bà Muna không hề biết chồng mình là một đại gia thứ thiệt xứ vàng ròng Dubai mà chỉ ấn tượng bởi ngoại hình khá bảnh bao của ông. Thế là chuyện tình sét đánh xuyên biên giới bắt đầu với những điều lãng mạn xa hoa nhất. Kết hôn cùng người chồng Dubai không lâu sau đó, Muna từ một người phụ nữ đơn thân bỗng chốc trở thành bà hoàng vùng Trung Đông. Câu chuyện không khác gì cổ tích. Được biết, sau khi về nhà chồng, việc của bà Muna chỉ là làm vợ và đi mua sắm ở những hãng thời trang sang trọng. Mỗi bước chân của bà đều có 20 vệ sĩ giám sát. Mỗi tháng bà được chồng cho 10 triệu AED, tương đương 62 tỷ đồng, trở lên để tiêu vặt. Trang điểm xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy và đi dự tiệc, spa chăm sóc sắc đẹp hay mua sắm là công việc mỗi ngày của bà vợ sướng nhất địa cầu này. Chắc hẳn có không ít các cô gái luôn thầm ngưỡng mộ và ước ao được như cô bé lọ lem Muna tìm cho mình một chàng hoàng tử rồi sống trong nhung lụa đến hết cuộc đời. Nhưng đó chưa phải là cuộc sống trong mơ mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy. Bà Muna chỉ là vợ lẽ, bởi trước đó chồng bà đã lấy 4 người phụ nữ khác. Bà Muna cũng cho biết sẽ cực lực phản đối nếu chồng có ý định lấy thêm người vợ thứ 6, thậm chí sẽ đề nghị ly hôn nếu chồng kiên quyết cưới thêm vợ mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.